nói gì đâu, áp đi. John, 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 Việt Nam. John, John Việt Nam. Đó, John rồi đó. John Việt Nam. Đó, John rồi đó. Một chữ cuối. Ê, lên nhạc nhanh. Lưu Nam kêu nó nói là con công bằng đây, nó làm gì có được không? Đổi cái gì nói gì đâu, áp đi. John, John, John Việt Nam. John, John Việt Nam. John Việt Nam. Đó, John rồi đó. John, John Việt Nam, John Việt Nam. 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 Trời ơi, lại thời quốc cổ. Ủa, nó nói cái gì vậy? John đó. John. Ơ, chị My tính ra bà lộ chậm hơn em đó đó. Là giỡn đó chị, John đó, là giỡn chưa? John. John, John, John nó nói gì đó? Bình tĩnh, bình tĩnh. John, John Việt Nam, John. John, 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 baby, baby, John, đau, 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 Việt Nam đi đau. Rồi, bên xe đi chị Dung ơi, một lần nữa, mời Thí Diệm, mời bé ba. Đó, Thí Diệm, bé ba, Diễm Huệ, bước ra đây. Bài à. Hey. Em nhiều bây. Làm gì, làm gì hả? Bài à hả? Mỗi lúc em để chờ, không thấy bóng anh xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vòng loại tiếp theo vẫn như cũ là 30.000 đồng cho mỗi người đặt vé, và giải thưởng cũng không có gì khác lạ mà đó là một voucher trị giá 2.500.000 đồng. Thưa quý vị, rất là mong quý vị sẽ tiếp tục tham gia và ủng hộ cho vòng loại này nha quý vị nha. Dạ rồi, dạ có chú anh chị nào mình chưa có tặng lá vé, dạ mình nhấc ngón tay lên giùm em để các người đẹp biết thì đến phục vụ cho cô chú anh chị luôn. Và những tặng lá vé mà cô chú anh chị không đọc giải thì có thể quay cái mặt sau ghi họ và tên, số điện thoại đi cuối chương trình bỏ lên đồng tham bóc 2 phong bao lì xì, mỗi phong bao là 500k. Và cô chú anh chị mình lưu ý với em là những cái tờ phiếu mua hàng á mà cô chú anh chị mình không chơi nữa thì mình có thể nói với nhân viên để mình đổi lại để mình lấy tiền mặt mình đi ra và mình mới về, còn không thì mình mua vé mình chơi tiếp cũng được. À anh được đứng bên cạnh tôi đây là một người nam nhân, Lê Trường, có một bàn tay rất là xinh xắn với một bàn tay rất là điêu luyện đó. Một bộ nail rất là đắt giá thưa quý vị. Tuy nhiên là cái sự đắt giá đó nó có sự đánh đổi thưa quý vị, mỗi lần kéo xin dách cũng rất là khó khăn. Tụ chỗ nào là thua chỗ đó. Dạ rồi, dạ người đẹp thanh nhã còn nhà giá chót luôn à. Nhà Lâm Việt Nam à, Thanh Huy đó kìa. Wow, Thanh Huy con mắt bóng con mắt của tôi nữa trời. Dạ thưa quý vị, đây cũng là một trong những vòng loại cuối cùng trong đêm diễn ngày hôm nay rồi, cho nên rất là mong quý vị sẽ chương trình tham gia tham dự ủng hộ nha. Chị My có chưa chị My? Chị My kiếm đào nào? Chị My không chơi đó hả? Không, chị My đi về đi. Ôi, cho chị My 5 vé kìa bông trà ơi. Không, em nghĩ chị My nên đổi qua cái ghế này đi chị. Ừ, đổi qua cái ghế đi. Dễ thương đó.
chị vô cánh cửa nè, chị nhìn số của em hết trơn nè. Dạ có anh chị nào mình cần thiết chế không ạ? Mình cần thiết chế, mình chỉ cần nhấc nhẹ một ngón tay lên thôi thì các anh chị em sẽ đến tận nơi tận chỗ phục vụ nhé, đến cho quý vị luôn. Và ngày hôm nay người đẹp Hồng Trà mặc một chiếc đầm mà giống như là một chiếc mùng chụp thưa quý vị. Nó có giấu cái gì bên trong không thì mình cũng không biết nữa. Cái mùng chụp bác. Dạ rồi, dạ cô chú anh chị đã có lá vé tận tay cho máy sân khấu chuẩn bị giờ số. Dạ chưa, anh chị em hai con. Rồi lên xe nút quay. Con 50 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 con
bạn tự không ai mặc